Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Uyên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Một cuộc thăm dò từ trường đại học chuyên về luật Market hôm nay thực hiện một cuộc khảo sát. Cuộc khảo sát cũng nhằm mục tiêu để dạy cho các sinh viên về cái tình huống chính trị và đối phó với những cái luật lệ vân vân liên quan đến bầu cử và tranh chấp vân vân. Thì họ thực hiện hai cuộc khảo sát. Thứ nhất là giữa Tổng thống Joe Biden với ông cựu Tổng thống Donald Trump, với điều kiện nếu như ngay lúc này ông Trump nhận được đề cử chính thức từ Đảng Cộng Hòa, thì nếu bỏ phiếu trong ngày hôm nay thì ai sẽ bầu cho ai? Kết quả cuộc khảo sát từ Market Law School đưa ra cho thấy 43%, đây là cuộc thăm dò trên toàn quốc thưa quý vị, mỗi một tiểu bang họ có người gọi đến điện thoại các cử tri để họ hỏi dò, các cử tri này vừa Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ và kể cả thành phần độc lập nữa, bất phân biệt đảng phái. 43% cho biết họ sẽ bỏ cho ông Biden làm tổng thống tiếp tục, trong khi đó chỉ có 33% bỏ cho ông Trump thôi. Thì cái cuộc khảo sát này chúng ta sẽ thấy còn tiếp tục từ bây giờ cho tới năm 2023 tháng 11 để bỏ 24 để bỏ phiếu, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên nếu ngày hôm nay xảy ra cuộc bầu cử, điều này cho thấy mặc dù tỷ lệ chung ủng hộ cho ông Biden đang tụt giảm, nhưng mà chúng ta thấy trong các cuộc thăm dò vừa rồi đó, trong khoảng thời gian này dưới thời của ông Trump á, các tỷ lệ thăm dò còn thấp hơn cả ông Biden lúc này nữa. Cho nên ông Biden mặc dù có nhiều cái vấn đề về lạm phát gây phản ứng bất lợi cho ông, nhưng mà ngược lại với những cái tin tức về kinh tế, công ăn việc làm tốt á, thì chúng ta thấy rõ kinh tế vẫn là điểm cốt yếu trong việc lựa chọn người lãnh đạo của nước Mỹ. Cuộc thăm dò thứ nhì của Market Law School nhắm vào đó là giữa ông Biden với ông DeSantis. Thế thì câu hỏi tương tự, nếu như DeSantis, thống đốc Florida lúc này nhận được đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa và cuộc bầu cử được tổ chức ngày hôm nay, nếu anh hay chị đi bỏ phiếu, anh sẽ bỏ cho ai? Điều hơi suy giảm cho ông Biden trong đối đầu với DeSantis, chỉ có 41% tuyên bố là sẽ ủng hộ cho ông Biden, nhưng 33% bỏ phiếu cho DeSantis. Cho nên chúng ta thấy cái khuynh hướng của cử tri lúc này đó, họ vẫn đồng thuận với Tổng thống Biden về những gì ông lãnh đạo hiện nay. Nhưng mà nếu bầu cho ông Trump hay là ông DeSantis thì thành phần cử tri ủng hộ cho hai ứng viên này tương đương với nhau. Trong khi đó thì cái số người nói rằng họ sẽ chọn một ứng viên khác đó, thì rất là thấp. Trong cả hai câu hỏi thì chỉ có 16-18% nói rằng tôi sẽ chọn một ứng viên khác mà thôi. Tiếp tục theo các cuộc khảo sát mới đây đó, kể cả trường đại học Harvard phối hợp với Harris Poll, họ nói rằng nếu cuộc bầu cử ngày hôm nay diễn ra giữa cựu Tổng thống Trump với ông DeSantis, thống đốc Florida đó, thì đa phần chọn ông Trump, thưa quý vị. Cho nên ngay trong lúc này đó, cái khuynh hướng, nếu mà ông Trump không gặp các trở ngại về pháp lý và có những cái tin tức bất lợi đó, thì trong tương lai khi mà ông ra tranh cử chính thức, ông tuyên bố ra tranh cử và đi vận động tranh cử đó, thì cái khuynh hướng cử tri có thể sẽ chọn ông Trump
làm ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử 2024. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây cảnh sát ở tại tiểu bang Arizona mà bây giờ một vài tiểu bang khác họ cũng lên tiếng khuyến cáo, đặc biệt là phụ huynh, nếu như mà con cái của mình có chơi TikTok đó thì không nên cho các em chơi một cái loại thử thách nó gọi là One Chip Challenge, bởi vì đã có 3 trường hợp học sinh phải nhập viện sau khi mà tham gia cái thử thách này. Thì cái thử thách này đó thưa quý vị, nó bắt đầu vào hồi đầu tháng này do một cái công ty sản xuất chip, công ty là Parky, tự họ đưa lên trên mạng xã hội TikTok, đó là họ muốn thử, nói chung là họ muốn khách hàng đó có dám ăn cái loại chip mà bây giờ họ nói là cay nhất thế giới hay không. Họ ghi luôn là như quý vị thấy là One Chip Challenge, đó là ai mà dám quay lại cái cảnh họ ăn những cái miếng chip này và trong vòng 1 tiếng đồng hồ không được uống một miếng nước nào đó, thì nếu như mà vượt qua thử thách thì sẽ được công ty này họ gửi tiền thưởng chẳng hạn như vậy. Và bắt đầu cái thử thách này nó lan truyền trên mạng xã hội, những người trẻ và kể cả có một vài người nổi tiếng nữa, trong đó có bà dân biểu AOC cũng tham gia luôn thưa quý vị, và bà ăn có một miếng đã phải chảy nước mắt và uống nước liền ngay lập tức. Thì khi mà bắt đầu có người nổi tiếng tham gia đó thì bắt đầu giới trẻ nó chơi TikTok, nó ùn ùn tham gia thử thưa quý vị. Nhưng mà phía sở cảnh sát của với lại một cái học khu gọi là học khu Lodi ở tại Arizona cho biết là tính đến tuần này đó có 3 học sinh của cái học khu này phải nhập viện sau khi ăn những cái miếng chip này. Trong đó 9 học sinh đó mặc dù không phải nhập viện nhưng mà phải đi khám bác sĩ gia đình bởi vì có những cái triệu chứng như là đau bụng rồi ói mửa. Cái lý do là bởi vì một cái miếng chip này đó thưa quý vị, theo như cái công ty này họ nói là mỗi một miếng được tẩm đến 3 cái loại ớt khác nhau, gọi là Carolina Reapers và Scorpion Peppers. Đây là những cái loại ớt mà hiện nay nó đang dẫn đầu cay nhất ở trên thế giới. Chưa có cái loại ớt nào qua mặt được 2 cái loại ớt này cả. Mà mỗi một miếng đều tẩm đến 2-3 loại ớt khác nhau, cho nên chưa có ai mà ăn nổi quá 3 miếng chip, chứ đừng nói là ăn nguyên một bịch chip thôi quý vị. Cho nên là phía bây giờ đó, cái học khu này họ nói rằng họ đã lên tiếng khuyến cáo khi có đến 9 học sinh của cái trường trung học này bị những cái biểu hiện như là ói mửa và nhập viện. Và các sở cảnh sát ở một số tiểu bang khác họ nói rằng họ cũng ghi nhận là có trường hợp bắt đầu các em trẻ ở những tiểu bang khác đi tìm mua cái loại chip này để ăn. Thì cái công ty mà họ bán cái chip này nó không có bất hợp pháp, nhưng mà theo như các bác sĩ cho biết là nó không hề tốt cho sức khỏe của các em, mà đặc biệt là nếu mà những người nào mà cái đường ruột hệ tiêu hóa yếu nữa thì nếu mà ăn cái loại chip này vào có thể dẫn đến cái việc là cái đường ruột nó bị phỏng thôi quý vị, và phải nhập viện để mà chữa trị. Trên bản đồ là tiểu bang Texas với đường biên giới với Mexico, đặc biệt là khu vực ở phía tây thành phố San Antonio, thì quý vị, cả đoạn đường này nhất, quý vị nhìn thấy có cái con sông nhỏ nhỏ này, đây là nơi mà di dân bất hợp pháp từ Mexico và từ vùng khu vực châu Mỹ Latin tìm cách vượt biên, và tình trạng hiện nay vẫn tiếp tục căng thẳng ở đường biên giới này như thường. Nhưng mà khổ nỗi đó là trong cái thời gian mà ông thống đốc tiểu bang Texas, ông Abbott, chống đối lại với những cái chính sách cởi mở di trú của Tổng thống Biden, thì ngày hôm nay người ta thấy rằng cái chính sách của ông thống đốc ở Texas tạo ra thêm các mối căng thẳng về pháp lý cho cả tiểu bang Texas. Chuyện gì đã xảy ra thưa quý vị? Ngày hôm nay bản tin từ Texas cho thấy rằng thứ nhất, nhà tù nó chật kín người. Thứ hai, không có đủ luật sư thí. Chúng tôi nói chữ luật sư thí bởi vì theo hiến pháp Hoa Kỳ, một người đưa ra phạm tội đó phải có luật sư. Nếu người đó không có tiền để thuê mướn luật sư riêng thì chính phủ phải có trách nhiệm cung cấp luật sư. Và vì thế chúng ta hay dùng cái chữ luật sư thí. Và thường á, luật sư thí này họ làm việc đại diện cho quá nhiều các trường hợp đi, cho nên không có được tốt bằng với luật sư tư ở ngoài. Nhưng mà khổ nỗi, chính phủ Texas bây giờ không có đủ luật sư để cung cấp. Rồi kể cả quan tòa nữa,
Và hiện nay số lượng người di dân bất hợp pháp theo chính sách riêng của Texas là ngay lập tức bắt. Bất cứ ai vào vi phạm bắt bỏ tù xong phải mang ra xử. Nhưng mà đồng thời nếu mà họ vi phạm vào hiến pháp của nước Mỹ đó thì chính phủ liên bang sẽ nhúng tay vào và Texas sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà Texas đã tìm cách thay đổi thẩm phán, quan tòa, rồi tìm cách mướn luật sư. Mọi chuyện nó nháo nhào trong lúc này, vô cùng khó khăn cho khu vực của thành phố San Antonio. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc các bản tin cập nhật trong ngày cũng như vào trong YouTube. Và nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.